Dạ xin chào quý vị khán giả đang xem kênh Bagina TV. Dạ thì trong thời gian vừa qua thì em có chia sẻ câu chuyện về bé gái 14 tuổi sinh con. Dạ thì qua câu chuyện đó thì gia đình của bé gái 14 tuổi thì cũng có giới thiệu cho em biết được thêm một cái hoàn cảnh thật sự là đang gặp rất là nhiều khó khăn trong cái mùa mưa bão này cả nhà. Dạ hiện tại thì em đang trên đường đi vào nhà của gia đình. Thì con đường thì hầu như là đã ngập hoàn toàn. Thì theo em được biết thì nước cũng đã tràn vào tận trong nhà và cũng như là cả gia đình phải ngồi trên một chiếc giường. Thật là đáng thương á cả nhà. Thì em nghe nói thì cả nhà thì đi nhặt ve chai cũng như là đi bắt cá bắt ốc để bán kiếm tiền mua gạo. Và hiện giờ thì mưa gió như thế này thì cũng không đi làm được nên gia đình đang rất là khó khăn. Hiện tại thì trời đang rất là mưa nên âm thanh rất là ồn. Quý vị khán giả cũng thông cảm cho em nha. Dạ bây giờ thì em mời cả nhà cùng em đi vào bên trong và hỏi thăm gia đình cả nhà. Con chào cô nha. Dạ con chào cô. Trời ơi mưa ngập dữ vậy đó. Ngập dữ vậy đó cô. Nhà thì nó bị gãy cây hết chứ còn. Nhà mười mấy năm rồi đó hả cô? Tôi vô nhà đi vô con hỏi thăm chút xíu ha. Dạ. Trời ơi. Nhà ngập hết trơn rồi nè cả nhà. Ngập tới trong nhà, tới là nguyên hết nhà luôn hả cô? Vâng, chào chị nha. Dạ. Vâng, chào, chào anh. Đây là... Rồi, tối nha. Này nó hơi giật chỗ tới chút rồi đó, mùa qua hôm kia là hút đồ gói luôn đó cậu. À, hút đồ gói luôn. Dạ. Bữa nay là nó giật giật rồi hả cô? Dạ, rồi giờ mưa nó gì đó. Dạ. Chứ hôm qua hôm kia là nước là tới đây nè. À. Giờ nó hơi giật giật mà không có mặn gì trơn á. Tôi bị mò da chai với đi lụm mũ đâu đó. Dạ. Rồi về rồi mua gạo mua thóc ăn thôi mà. Dạ. Rồi bây giờ trời mưa không có đi mò được nữa. Dạ. Cô cho con hỏi là cô tên gì vậy cô? Dương Thị Hồng. À cô Hồng. Hôm nay cô Hồng nhiêu tuổi rồi? 60. 60. Hiện tại là cô Hồng có, đang ở với ai trong căn nhà này vậy? Ở với con gái trai Út. Dạ. Có vợ, có con. À, là đó là con trai của cô. Dạ. Ở đây là vợ, dạ. Hai chị. Còn đây là con gái. Dạ. À, rồi hai mẹ con cũng đi mò này mò kia hoài. Rồi với hai bé là cháu. Hai bé là cháu. Cháu ngoại. Cháu ngoại, cháu nội. À, đứa cháu ngoại, đứa cháu nội. Dạ. Rồi vậy là nhà mình là có 6 người. Dạ. Dạ. Hồi nãy cô nói là cái công việc hiện hàng ngày đó ở nhà mình đó là cô đi làm gì cô kể lại con nghe với. Đi mò sắt với mũ rồi đó cậu. Dạ. Dạ. À đi mò sắt với mũ. Đi mò sắt với mũ rồi lượm ốc đồ luôn, ốc quắn rồi đó. Dạ. Về bán cho người ta mua gạo ăn. Dạ. Bây giờ trời mưa ở trên bờ nhà vậy là nước ngập hết trơn rồi. Dạ. Rồi giờ dưới sông nó đâu có xuống được nữa. Dạ. Rồi. Cỡ 5-6-7 ngày nay rồi không có xuống được nữa. Dạ. Chứ còn mỗi bữa thì không có mưa, gió nước ngập thì đi mò kiếm ngày cũng được vài chục. Dạ. Gạo ăn. Dạ. Rồi đi làm này làm kia rồi người ta kêu thì đi làm, còn người ta không có kêu thì đi làm những chuyện mò sắt mò ốc không nữa. Chứ không có làm. Dạ. Rồi chị đi làm gì? Đi mò chung với mẹ đó. À chị cũng làm dạ. Giống cô luôn. Như trời cũng đi dưới sông rồi sợ bà già rồi già rồi yếu rồi sợ dột rồi bẻ rồi đi theo vậy rồi mò tiếp vậy đó. À. Vậy là mình... con đi hoài vậy. Bơi xuồng dưới sông. Đi cái thao á, thao bự đó cậu. Rồi lại mò rồi mới vô. Dạ. Là cả nhà mình đi hết luôn hay sao con? À, nhỏ dâu ở nhà, nhỏ này thì nó không có đầy hộp. Dạ. Nó cũng như là tửng tửng vậy đó, nó đầy hộp cứ giữ con ở nhà. À. Rồi tôi mần rồi như cha nó, cha của thằng này á, nhiều khi nó đi bẻ dừa, sáng khô nắng á. Người ta kêu đi bẻ dừa theo người ta cũng được tận trong ngoài, chăm cũng có á. Dạ. Nhưng mà giờ tháng này giờ không ai kêu bẻ hết trơn. Rồi nó mới theo người ta được. Dạ. Cái mùa ta không có lấy dừa nữa, mưa dạ. Quá. Nhà mình là từ khi mà vô mùa mưa là ngập như vậy hả cô ha? Dạ, cái nè hồi đó mấy năm trước á, trời mưa xuống á, là
bởi vì cái này là theo cái ảnh này là cái mương hồi đó ha. Dạ. Rồi lắp rồi giờ nó sụp xuống, sụp tường, nứt tường hết trơn rồi. Ồ. Rồi cây rồi là cây nhỏ nhỏ nhỏ, cái cây ngang nè, mục to này nó gãy, nó bể tùm lum hết trơn luôn. Dạ, cầu su không cộng. Mười mấy năm rồi đó. Nhà nước cho tới giờ đó là không có sửa lại nữa. Dạ. Đi mò này mò kia rồi kiếm bậy cũng bạn không mà đâu có tiền đâu mà sửa lại. Dạ. Mưa dột ướt hết trơn. Là năm nào cũng vậy hả hả cô? Dạ, năm nào nó cũng ngập hết trơn. À, năm nào cũng ngập hết trơn. Dạ. Vậy là mà... hồi các cái nhà này là năm trước, hai năm là không có ngập thôi, là còn như là ngập hết trơn toàn bộ. Dạ. Mà tới tháng 8, tháng 7 nó mới ngập. Mà giờ mới tháng 6 nó ngập tới đầu gối. Dạ. Nó mới giật được hôm qua với bữa nay được chút vậy đó. Hôm qua thì hơi nắng, hôm nay rồi mưa. Dạ, lại ở tiếp. Ở trong buồng thì nó cũng ngập hết trơn. Dạ, anh nha. Dạ. Ở đây tới đầu gối luôn á nhà. Dạ. Tới đồ gói luôn. Ừ. Dạ. Tháng 8 tháng 8 không bà, tháng 7 tháng 8 là nước ngập rồi tới đồ gói luôn. Rồi á, vô là tới đồ gói luôn. Dạ. Trời ơi. Cái hai bữa trước á thì nó ngập gần tới cái là đậu trước cửa nhà đó luôn. Nó mới được xuống được nhiêu đó đó. Giờ hôm qua nay thì nó đỡ gì đó rồi, còn mà mấy ngày trước thì nó ngập lên gần tới cái đan đó. Ừ. Nó không có mà cái đan đó nó hơi giờ nó sụp đỡ rồi, mũ rồi nó lụm mũ lên bờ thì có. Có vẻ giờ ra kêu đi theo địch rồi cho chăm chăm ngoài. Dạ. Rồi, mưa này người ta đâu có thấy giờ đâu mà kêu. Dạ. Bả cũng chị ruột tôi đó. À, anh ở đâu? Ở đây. À, nhà anh cũng kế bên. Dạ. Nhà mình. Không có ngập. À, nhà anh không có ngập nha. Thì cô có ruộng đất hay vườn gì không? Dạ không. Nhà không đó. Dạ. Nhà này của nhà nước cho nữa. Dạ. Nhà nước cho luôn mà. Nhà cắt rồi người ta cho mua cho cái nền. Được cái nền trọng lũng mà cậu ơi. Rồi nhà nước thấy nghiệp mua cái đất. Dạ. Cắt cho cái nhà nó rồi dây tiền bây giờ. Dạ. Làm không đủ ăn. Làm không đủ ăn tiền đâu chả. Ở nhà tới cũng đông người rồi thêm hai cháu nữa rồi chị đi theo cô mà mò là cái chai rồi bắt này bắt kia bán gì rồi đủ sống không chị? Cũng bữa thì trong ngày cho nó đi học đó. À. Nào nghỉ thì mời nè. Dạ. Rồi nghỉ cả 10 giờ mấy đi ra rước nó về cái đi theo mẹ mà sắt. À, mò sắt với mò ốc. Ốc quắn mình đi với xong đó đồng. Làm nhà còn đường đi là đi nhờ người ta nữa. À, đường đi cũng đi nhờ người ta hả anh? Dạ. Bên không làm nhà lại ở trong lũng. Dạ. Bên hông là đi nhờ đất người ta cho ra đi ra ngoài đường. Dạ. Lộ. Còn như là được cái nhà trong lũng. Nhà ở trong buồng cũng ngập hết trơn luôn. Dạ. Ông ơi. Dạ. Sổ sổ. Quá trời. Thấy lạ, người lạ vô sổ. Dạ. Đâu dắt em vô xem ở trong có trong có ngập không? Ở trong có ngập không chị? Trời ơi, cửa nhà nhìn nè. Quá trời luôn rồi. Trời ơi. Nó tới buồn hết trơn, nó dẹp dẹp ba đồ lên nó. À, nhà mình tới mí này thôi ha cô ha. Dạ. Trời ơi, ngập cái nè. Mình có nhiêu đây hả? Dạ, nên nhà có nhiêu đó. Ngập hết cái nhà luôn. Không còn gì hết. Quả chưa. Là mưa mà mưa lớn mà ngập nãy nghe nói ngập lên cao á thì bắt đầu cả nhà lên cái giường này ngồi. Dạ. Ôi trời. Tới cậu hôm qua lại đi coi đó. Dạ. Là ngập rồi mẹ con lem giặt này ngồi rồi cậu vô đó rồi cũng mưa râm râm vậy đó. Ngập lên đó trên này nó mới giật hồn hôn giờ rồi phải đỡ gì đó. Dạ. Ngập lên tới cái thềm đó luôn đó. Ờ, cái thềm đó đó. Rồi cái gạch lót còn dư hồi mà người ta cắt nhà cho còn dư được nhiêu đó đó rồi lót cái đó đó ngập mất tiêu luôn. Dạ. Nó không còn gì hết trơn á. Mà mới à. Cho nhà luôn hả cô? Dạ. Cái này là cái nền là cái nhà nước. Dạ. Ta mua tác công nghiệp mà ta mua cho không có đắt con gì hết trơn á. Dạ. Mà ta mua cho rồi thấy người ta cắt rồi cho mười mấy năm nay rồi. Rồi thì coi nhìn sao vậy giờ to nó bể hết trơn cậu ơi. Thấy. Còn cái ton dách này thì xin ton người ta nó dừng đó. Che cái miếng bạc chứ không che miếng bạc là theo trời luôn á. Vậy là ton lủng lỗ hết rồi đúng không? Xuống đó hết trơn luôn á. Dạ. Dạ. Che miếng bạc này. Che này không có ngồi đây được luôn á. Để đừng cho nó dột.
đâu có chơi người bằng đêm đâu có được ngủ đâu. Ừ. Xe. Một nó gãy gãy hết. Này có tiền cái mình nâng cái nền lên hay sao cao cao hay gì đó rồi che lại thì nó đỡ. Nhưng mà vô mà mưa là vất vả. Khổ. Vô mùa mưa mà mới có năm nay mới có tháng 6 mà nó ngập vậy đó rồi tới tháng 8 9 nữa thì thôi rồi. Vậy là nhà là con mình còn chồng của chị nữa đúng không? Chồng chị dạ. Đi làm hả? Sôi tụt sôi nổi kiếm này kia gì vậy mua sôi cũng không có luôn có thì con bà cũng che lại được cặp bên cũng ngập vậy nè yeah. À, chị ở chồi sao hả à. Rồi à. Rồi đầu ở cái bên này cứ qua lại với mẹ rồi đi làm à. Tội nghiệp không có nha. Vô cái mùa mưa là thấy vất vả. Này thì học mẫu giáo. Chừng nào bữa nào không có đi học thì đi theo mẹ, đi theo bà ngoại đi mò. À. Đi mò qua Mỹ Tú rồi bên bển á, chứ mò bên đây cũng không có nữa. À. Mỹ Tú rồi vòng vòng. Con tưởng đó là đi xuồng rồi. Không có xuồng. Bè hay xong. Đi bè chơi thao đó, hai mẹ con hai cái thao. Trời ơi. Mà em bé này đi theo trên bờ. Ốc bán ký được nhiêu cô? Ký được nếu ốc ăn thì được quấn thì được 10 ngàn à. Còn ốc vịt thì không ai mua hết trơn á. Dạ. Bữa nay mưa gì rồi đâu có đi làm được hả cô hả? Dạ nghỉ mười mấy ngày nay không có mặn gì hết trơn. Không có đi xuống sông được nữa. Dạ. Quá trời nước. Quá trời nước luôn. Đâu có xuống sông được. Rồi đi lượm da chai vòng chai bọng này kia. Dạ. Để chừng nào có da chai lại thì bán. Có mãi được bao hay bao như này. Có thấy để ngoài kia á hả? Cái dạ. Xe đạp đó hả? Trời dạ, ơi ngập nước hết trơn rồi vậy nha. Quá trời luôn rồi. Mênh mông luôn. Cái này mà vô mấy cái tháng mà đúng tháng mưa á chắc. Dạ này giờ mới tháng 6 mà còn vậy á. Dạ. Đâu rồi rồi tới tháng 10 luôn chết luôn à. Ở trong nhà với ngoài là bằng nhau luôn hả anh? Bằng nhau luôn. Dạ. Là vô tới đầu cuối luôn. Dạ. Là năm nào mình cũng ngập. Ừ, năm nào cũng, năm nào cũng ngập hết trơn á. Cái mùa mưa là ngập. Không có làm được tiền rồi đâu có găm nền làm gì được đâu. Bữa làm bữa có bữa không thì bữa đi đâu có đủ đâu mà trang trải mà dạ. Đồ mà sửa nhà đúng rồi bữa đó bữa no nữa ừ. Tiền đâu mà mua. Không có tiền mà đủ để lo cho cái cuộc sống hàng ngày. Từ bà ừ. mới bắt quát cái lúc trước đó bệnh không có nằm chỗ nằm bệnh nữa à, bị bệnh bị mà cũng như là nói là chóng mặt rồi say sẩm mặt mày rồi xỉu hoài vậy. Yeah. À, hồi năm rồi cũng bị nó mùa dịch đó rồi người ta đi hết trơn mà tôi không có ai bệnh gì hết trơn á. Tự nhiên rồi cứ đang làm cái xỉu ngang gì đó rồi mấy đứa nó nắm vô. Rồi cái chừng nước nó giật xuống nó ngồi làm chút vậy đó rồi cái xỉu ngang ẩm vô vậy. Rồi chút xíu rồi chừng hơi tỉnh lại. Dạ. Yeah. Bây giờ bớt chưa mà cô còn bệnh có bệnh vậy rồi mà đi thôi. Cái lội sông mà mò này mò kia là nó dễ lâu bệnh lại lắm. Dạ. Bởi là học có thì gán đi mò với con. Ừ. Để con đi thì mà bởi vì nó đi theo không đó. Dạ. Tôi gắn cho đi mình ăn đâu. Đi nhiều khi chống mặt đồ thì sợ. Dạ. Rồi mùa mà khô thì kiếm vậy đó. Đó nằm đổng này nè. Ngủ. Này. Con ngủ này. Dạ. Chị thì ở bên kia. Chị với anh bên kia còn con trai với con dâu thì ở ngủ đây. Rồi. Ok. Con ngủ võng không nên là phòng mình không có đủ chỗ ngủ. Không có chỗ ngủ thì ngủ võng. Chỉ có cái giường này thôi, trong ở đâu có cái giường gì. Ờ. Ở võng người ta cho giường cũ nó gãy hết rồi. Dạ. Gãy chân này nó bị một mối nó ăn đó. Dạ đúng rồi, mưa mà cái mấy cái giường này mà lâu ngày thì nó một có trơn à. Đồ cũ người ta cho rồi dạ. Ấy ấy lại gấp gáp rồi mình ngủ vậy đó. Hai chồng mở ngủ rồi nè. Trong dạ chồng gãy hết mẹ rồi. Gãy nữa rồi. Gãy nữa. Mua dạ cũng qua cho đó. Dạ. Đổ rồi mà ngủ. Trời ơi. Ủa chị bé mà giới thiệu con đến đây là chị bé cũng ở gần đây à? Dạ ở bên kia. À bên kia. Dạ. Với cái chị Nga ở trên Nga để trên đường lộ chứ. Dạ có giới thiệu đây để thấy cái hoàn cảnh của cô cũng khó khăn á thì cũng có gọi cho con đến đây để chia sẻ giùm để con cũng đến đây để tìm hiểu coi cái hoàn cảnh mình như thế nào chia sẻ cũng rất là mong
mạnh thường quân mà trong và ngoài nước, thì nếu mà thấy được cái hoàn cảnh của cô đang khó khăn gì đó cũng chung tay lại để giúp đỡ. Cô có cái mong muốn gì mà muốn gửi đến quý vị khán giả cũng như là mạnh thường quân không cô? Cô nói đi. Cũng nhờ mấy chú mấy bác mấy cậu đồ giúp đỡ để cho mà để no ấm, để cho con cháu đừng có khổ nữa. Vì mà có ăn đồ về khổ quá trời khổ rồi, không có làm gì được ra tiền gạo mua thóc thì ăn nữa cậu ơi. Không có gạo thóc dạ. Lo mấy gạo đồ ăn này kia dạ. cũng vất vả đúng không cô? Dạ. Chứ bây giờ đi mò không được nó, bây giờ là nhờ mấy cậu mấy chú mấy bác đồ cái giúp đỡ lặng để cho sống qua ngày đồ đi chừng nào mà hết mưa, hết mưa mà bớt bớt đặng dạ. đi kiếm mò đồ bậy bạ kiếm gạo ăn nữa. Vì đó giờ thì vẫn đi làm mấy dạ. cái mùa khô thì vẫn đi làm kiếm dạ. sống được, còn một cái mùa mưa này thì nó hơi khó khăn, bởi không có đi làm được, mưa gió quá với mà nước ngập quá không có được đi mần chuyện dạ. đi mò này mò kia đồ bán gì đó cậu dạ. dạ. Ở mò xong giờ cô. Già hơi mò. Yếu rồi xong quá bởi vậy nhỏ này nó đi theo không à, đi là có nó đi theo tôi mới đi, còn không có nó đi là chiếu hoài năm ngoái vậy đó làm mà lúc ấy làm hồi là chóng mặt cái nhức đầu quá xỉu rồi dạ. Dạ. Chị tên gì chị chị Phương, chị Phương hôm nay nhiêu tuổi rồi? 26. Chị có mấy đứa con? Một đứa hả? À mới có đứa gái thôi. Hai đứa chết nữa rồi. Lâu chưa? Chị nhỏ này nữa dạ, gái chị. Nữa rồi chụp văn lưới, mẹ văn lưới đang kiếm tiền mua cá dạ. mà đi văn lưới đang mua sữa thì nó dạ. uống đó. Gạo rồi ăn rồi cái chụp nhỏ nó té nước mà không thấy dạ. rồi bỏ đứa rồi năm nay nó 3 năm rồi còn đứa con gái bỏ dưới nước nhiều, bây giờ đi đâu rồi phải dẫn nó theo. Không dẫn nó theo thì không được. Như mình mò vậy là mình lội dưới sông á con. Dạ. Lội sông là mình phải lặn xuống. Mấy ngày trước á, không có lặn mò nước tới cổ vậy dạ, đó. Dạ. Rồi dạ. tới chừng mà tay chân á, nó chừng mà nó bị tê cho người hết cảm giác rồi đó. Rồi lâm bờ chút rồi họ cho nó chỗ nào đó rồi ấy lát mò cái đi xuống bớt mưa cái đi xuống mò nữa. Mấy ngày trước cũng mưa nữa mà ít nước. Dạ. Và năm nay có bầu tay gì không hay là vò tay không? Mò tay thôi. Dạ. Mò tay như là mò đặng mò có cảm giác. Ngày nào cũng lội nguyên cái chiều. Dạ, cái ngày nào cũng lội tới chiều giờ 5 giờ, 3 giờ mấy 4 giờ, 5 giờ cũng có. Dạ. Mấy hôm nay rồi không có đi làm rồi dạ. có tiền mua gạo không cô? Còn gạo ăn đi không? Xuống hôm qua hôm kia đi xuống cái nhà xuống quển nó cho đựng chục cái gạo dạ. ăn bữa nay nó cũng 4-5 bữa. Bữa nay rồi ăn với gì? Có gạo dạ. rồi ăn với gì? Mua đồ ăn đi kiếm cá cũng bị cũng bãi chặt lưới ăn à, đúng rồi ở đây chứ giờ đâu có làm thì ra tiền mà mua cá mua đồ ăn. Thì cô giờ là cô lo đi làm rồi cô lo cho mày chị á thì bữa sắm bên kia đúng không dạ. cô là cô làm là mình lo cho mấy đứa cháu hả? Có lo cho ai nữa không? Làm chơi lo cho nhỏ này à. Với ăn thì có ăn chung hay sao? Ăn chung hết hay sao? Dạ ăn chung nhưng mà xài thiện nữa thì nó làm viên. Nó có thì xài viên à. mà rồi đi theo thì cũng đi theo vậy đó à. Xài viên thì chị đi theo chị không phải không chia tiền ra à. Thì hai mẹ con đó chia ra chứ chia ra, đúng không? Người hai người đi làm dạ. Dạ đúng rồi. Ha mà con ngồi lủng tủng dưới nước không mà cậu ơi. Trời ơi tội nghiệp. Mưa trời gió này giờ hết đi mò luôn. Nó chảy nước nó chảy. Quá trời, con thấy cái nhà nội thấy nhà ngập này rồi mình ở nhà thấy con thấy vất vả rồi đó. Dạ. À, mùa mưa này mấy bữa cô nói là ngập tới trên cái mí đó luôn. Cái mí đó đó. Hôm qua hôm kia là lên tới mí này luôn. Đúng rồi, mấy hôm nay là còn nắng đỡ á cô. Được ơi, nó mới giật hôm qua bữa nay nè dạ. chị đó bây giờ đã ngập hết trơn rồi bây giờ mặn đi không mặn không được dạ. giờ đi làm cũng làm không được nhà như dạ. gì đồ ở đâu nhà chị á hả?
cái trái của hai chồng cái đó nè. Trời ơi, thế rồi. Ở đây là mình có nhiều nhà không? Có nhiều nhà như thế này không? Nhiều nhà bị ngập như thế này không? Ở đây là có nhà. À, với nhà cô đây thôi ha, nhà mẹ ở đây. À, nói chung là cái khó khăn hiện tại của gia đình mình bây giờ là trong cái thời gian cũng mười mấy ngày nay là cô không có đi làm. À, nên là không có cái kiếm tiền được. Phải ở nhà trong cái mùa mưa gió này. Thì cái mong muốn của cô là muốn giúp đỡ cho cô có tiền để mua cái trang trải trong cái lúc khó khăn này đúng không cô? Dạ. Còn nếu mà may mắn hơn mà được Mạnh Thường Quân giúp nhiều thì mình có thể sửa sang lại nhà, rồi cũng như là tới cái mùa khô thì mình lên cái nền chẳng hạn cho nó khô ráo, chứ để năm nào cũng vậy hết rồi. Năm nào cũng vậy chứ. Bây giờ đi làm vòng vòng thì đâu có bao nhiêu tiền đâu mà trang trải được nhà cửa. Trang trải là nhờ chỉ là cơm gạo rồi ăn đồ thôi. Vì đó giờ đi làm suốt vậy hả cô hả? Làm suốt vậy mười mấy năm rồi, nhà nước cắt cho nhà rồi xong rồi tới giờ luôn. Không có được tiền mà để sửa lại nữa. Cô có lo mà khi mà cô mốt mà lớn tuổi xíu rồi cô cũng có bệnh nữa. Rồi không đi làm được nữa rồi sao? Mà bị gì chóng mặt hoài à. Dạ. Rồi thêm nhiều khi tim nó có đập mệt quá rồi ngồi nghỉ sức mồ hôi ra trơn rồi cái sai sẵn mặt mày ngồi là xỉu. Dạ. Bởi vì giờ già rồi đi đâu có được bao lâu nữa. Dạ. Rồi còn đi được thì gắng thì mặn tiếp con đồ. Giờ làm gì giờ? Giờ sáng giờ con mình ở nhà mình cứ ngồi trên giường vậy thôi chứ giờ đi đâu cũng ướt hết trơn á. Đi đâu cũng nước không à. Còn rồi tắm cho nước nó ăn nè cậu dạ. Nè. Nước ăn vòng, hả cô? Vòng nhà mà nước nó ăn gì đó. Dạ. Nó ăn ướt hết trơn rồi mà bà cái như ngón giò nè. Đúng rồi, ở đây cứ đụng nước miết á cô. Dạ. Rồi nước nó ăn. Nếu lỗi xuống này nó đụng nước rồi. Dạ. Mình đi nấu ăn cái lá dừa đó này kia nước nó cũng ăn giò mình vòng toàn là nước không à. Giá leo lên vạt là khô thôi. Dạ. Giá lộ vòng là nước ướt hết trơn. Có ngày chỉ ngồi trên bộ vạt là được khô thôi, còn bước chân xuống là vậy mình bước nấu nướng ở đâu đâu cô? Biết đó. Nấu nướng bên đây á hả? Dạ. Trời ơi, đâu con coi cái chỗ nấu nướng của cô coi, mưa gì gửi chỗ nấu nướng nó sao? Mượn lò của ông Chính đó đó. Trời ơi, coi nè. Ở chỗ nấu nướng của cô đó hả? Ổng cho mượn lò đó, chụp mà. Dạ. Đó ở bên đây nè. Dạ. Ngập tới nước luôn. Nấu nướng gì đó cậu ơi, thấy con giờ đi, khổ ngồi, chết luôn rồi. Nó còn cạnh cái nhà của cô đó, chỉ có cái võng với lại cái giường để tránh nước thôi. Để tránh nước thôi. Khi mệt mỏi quá rồi nằm võng chút đó rồi cái đi làm chuyện vòng cơm nước đồ. À, làm này làm kia rồi. Giờ này mưa suốt à, đi làm cũng không được, khó làm. Khó làm. Dạ. Thì nói chung là hôm nay thì con đến con thăm cái hoàn cảnh của cô thì cũng thấy hiện tại bây giờ đang gặp rất là nhiều khó khăn, mưa thì nước ngập lên quá là nhiều luôn. Thì cũng hy vọng sắp tới đây thì khi mà tụi con chia sẻ cái đoạn video này thì cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả cũng như là Mạnh Thường Quân ở trong ngoài nước để giúp đỡ gia đình của cô ha. Dạ. Cảm ơn mấy cậu. Dạ. Quân giờ là giúp đỡ rồi cho để gia đình khó khăn này để vượt cho qua đặng mà gán mà hết mưa là có đi làm tiền để đi làm tiếp ha. Dạ. Cô cái ước mơ cái mong muốn của cô cũng nhỏ nhoi. Trong cái lúc này thì không đi làm hơi khó khăn. Cô nói giúp cô trong giai đoạn này, sau này mà trời nắng thì cô vẫn tiếp tục đi làm. Dạ. Đó thì hôm nay thì sẵn đến đây thăm gia đình thì con cũng xin chích một cái phần tiền của một chị gái ở bên Mỹ là 500.000 để gửi cho cô để cô mua cái gì đó cho gia đình mình ăn ha. Dạ. Rồi bây giờ thì em cũng xin thay mặt một chị gái ở bên Mỹ thì cũng xin trao cái số tiền 500.000 cho cô để dạ, để cô nhận ha. Dạ, cô có gửi có cái lời nào muốn gửi đến cái chị gái đó không? Dạ, cảm ơn cô là để giúp đỡ cho gia đình khổ cực chị. Dạ. Giúp đỡ vậy đó giờ cũng ơn nhiều. Dạ, cô cảm ơn nhiều dạ. Nhiều lắm. Dạ, cô có tiền rồi coi mua cái gì đó thêm nha. Có hy vọng thì sắp tới đây thì nếu cô có duyên thì sẽ được Mạnh Thường Quân giúp tiếp ha. Dạ. Dạ. Cô cũng cố gắng lên và giữ gìn sức khỏe. Dạ. Qua clip cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị gái ở bên Mỹ đã gửi cho cô một số tiền là 500.000. Dạ. Thì chắc em cũng xin tạm khép video này ở đây cũng như là hẹn gặp lại quý khán giả trong clip tiếp theo. Thì con chào cô luôn nha. Rồi chào đại gia đình nha. Em chào chị luôn nha. Dạ.
Rồi, anh chào cả nhà.